sự thật về một kiếp người. Các bạn hãy xem và cảm nhận nhé. Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau, vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng. Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau, vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao. Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn. Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau, vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang. Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau, vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau. Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau, vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi. Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau, vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền. Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau, vì không thể làm nổi chuyện gì nữa. Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau, vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì. Vậy nên, trước hay sau, trẻ hay già, giàu hay nghèo, sang hay hèn, quan hay dân, dù là bất cứ ai đều giống nhau. Hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến là niềm tin, tình người yêu thương và nhân nghĩa.